tâm theo dõi kênh Tin Mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới hấp dẫn được kênh Tin Mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục bản tin thể thao mới nhất 24 giờ hôm nay. Ngọc nữ đẹp xuất thần khi sang Singapore thăm nuôi bạn trai tin đồn Phan Văn Đức. Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ 2017, Nguyễn Ngọc Nữ là cô bạn thân có tâm của Phan Văn Đức. Thấy anh chàng sang Singapore phẫu thuật chấn thương, cô nàng liền sang thăm nuôi tình cảm thế này. Mới đây, trên Facebook cá nhân, cô nàng hot girl Nguyễn Ngọc Nữ đăng tải nhiều hình ảnh sống ảo lung linh được chụp tại Singapore. Cô nàng đặt tên cho album ảnh lần này có tên Thơ Mộng, Chuyến Đi của Thanh Xuân và rất tích cực cập nhật bức ảnh kỷ niệm cực chất. Chị đích gây ấn tượng với gương mặt đẹp, chụp góc nghiêng thần thánh, vóc dáng thanh mảnh, bờ vai trần xinh đẹp. Tuy nhiên, điều mà dân mạng quan tâm là lý do top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 có mặt tại Singapore. Không phải là cô đi du lịch, cô nàng đến đây để thăm nuôi, động viên bạn trai tin đồn, tiền vệ Phan Văn Đức. Điều này được chính bạn thân của cặp đôi tiết lộ. Ngọc Nữ và Văn Đức từ lâu được biết đến là cặp đôi trai tài gái sắc, nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù cả hai nhất định không thừa nhận quan hệ, nhưng qua tương tác qua lại trên Facebook của những lần họ xuất hiện tình tứ bên nhau, khiến dân mạng một mực khẳng định rằng Ngọc Nữ chính là cô gái mà Văn Đức dành nhiều tình cảm. Tiền vệ Phan Văn Đức vừa trải qua cuộc phẫu thuật dây chằng tại Singapore, ngay tại bệnh viện mà Trần Đình Trọng vừa chữa trị. Anh có mặt tại Singapore ngày 2 tháng 7 có cuộc phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối và ngày 4 tháng 7. Ngọc Nữ cùng bạn bè dành 2 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 để sang tận nước ngoài hỏi thăm, chăm sóc tiền vệ tuyển Việt Nam. Văn Đức gặp tổn thương dây chằng trong buổi tập cùng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chiều ngày 9 tháng 6, chuẩn bị trận đấu vòng 13 V-League. Trước đó, Phan Văn Đức đã phải nghỉ dưỡng thương từ cuối tháng 3, ngay sau vòng 1 V-League 2019 cũng vì chấn thương. Sau khi trở về từ Singapore, Văn Đức tiếp tục trị liệu hồi phục tại trung tâm bóng đá PVF cùng Trần Đình Trọng và một số đồng đội khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.